đoàn đội viên thân mến, Bác Hồ kính yêu của chúng ta là một vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Cuộc đời của Bác là một cuộc đời trong sáng, cao đẹp của một vị anh hùng dân tộc, một chiến sĩ cộng sản lỗi lạc. Câu chuyện mà mình kể sau đây là những ngày tuổi thơ đau buồn, cùng cực của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, sống dưới thời đô hộ thực dân phong kiến. Nghe qua, chắc rằng không ai cầm được nước mắt. Đó là câu chuyện Hồ Chí Minh, hồi ức màu đỏ do Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người cận kề Bác ở những năm tháng cuối đời của Bác, đã ghi lại qua lời kể của Bác. Vào ngày 16 tháng 6 năm 1957, Bác về thêm Quảng Bình. Sau một ngày làm việc, gặp gỡ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, đêm về Bác thả bộ bên bờ sông Nhật Lệ, mắt u buồn nhìn về phương Nam. Lúc này, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đi cùng với Bác, sợ Bác mệt và lịch ngày mai làm việc rất dày, nên Đại tướng vội vàng thưa: "Thưa Bác, đêm khuya, sương lạnh đang phủ xuống bến sông, cháu mời Bác đi nghỉ ạ." Bác từ từ đứng lên, mắt vẫn dõi về phương Nam. Trong kia là Huế, có xa xôi lắm đâu. Hôm nay, Bác đứng bên bờ sông Nhật Lệ, lòng bỗng nhớ về dòng sông quê nhà. Và từ dòng sông Lam, Bác nhớ về dòng sông hương xứ Huế. Nơi đây năm xưa, Bác cùng gia đình dìu dắt nhau từ Nam Đàn, Kim Liên xứ Nghệ, vượt núi băng đèo đến với Huế kinh đô. Sao bỗng dưng hôm nay Bác nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ những người thân đến vậy, nhớ đến cồn cào. Chú Thanh à, nhớ thuở ấu thơ ở Huế, những năm tháng gian khó, Huế như chiếc nôi nuôi dưỡng và ôm ấp Bác. Huế là bước khởi đầu cho sự trưởng thành của Bác. Huế đã mở cánh cửa tâm hồn cho cuộc đời của Bác. Huế đã cho Bác biết giá trị của độc lập tự do. Và Huế là nơi chôn cất người mẹ và đứa em tội nghiệp đã chết vì đói khổ và bệnh tật. Rồi giọng Bác nghẹn lại: "Chú Thanh, chú lại đây với Bác, lại gần đây với Bác, hãy nắm lấy tay Bác." Bỗng dưng, cảm giác cô đơn thời thơ ấu đang tràn về với Bác. Huế đó, Sài Gòn đó, miền Nam đó, chỉ một khoảng không gian thôi mà sao cách trở xa vời. Tuổi thơ của Bác ở Huế đau buồn lắm chú Thanh à. Rồi Bác chậm rãi kể trong nỗi xúc động trào dâng. Sau khi vào Huế, gia đình Bác đã thuê một gian nhà trong ngôi nhà ba gian ở đường Đông Ba. Cũng gian nhà này, mẹ Bác đã sinh ra đứa em út là Nguyễn Xuân Sinh. Và cũng chính gian nhà này, người mẹ kính yêu và đứa em chưa tròn một tuổi của Bác đã ra đi mãi mãi, để lại cho Bác nỗi đau tột cùng khi Bác chưa tròn 11 tuổi. Năm 1900, cha Bác, cụ Nguyễn Xuân Sách và anh Nguyễn Xuân Khiêm ra Thanh Hóa tham gia tổ chức kỳ thi hương. Bác ở lại Huế cùng mẹ là bà Hoàng Thị Loan và em Sinh mới được mấy tháng tuổi. Mặc dù đau yếu bệnh tật, nhưng mẹ Bác vẫn ngày đêm bên khung cửa quay tơ, dệt vải, kiếm tiền nuôi con. Bác năm đó lên 10, ngoài công việc học hành, còn giúp mẹ trông em, hay đi mò cua, bắt ốc, hái rêu, lượm củi, nhưng được sự đùm bọc của bà con lối xóm, giúp cho bữa cháo, bữa rau, nên cuộc sống của gia đình Bác cũng lay lắt qua ngày. Ba mẹ con hẩm hút qua ngày lòng mong đợi cha và anh trở về. Vào buổi sáng cuối đông, Bác theo mấy đứa bạn lối xóm đi lượm củi và bắt được mấy chú chim cốt về để hót cho vui. Bác vui mừng chạy về khoe với mẹ: "Mẹ ơi, thưa mẹ, con mới về. Sáng giờ mẹ có thấy trong người đỡ mệt không mẹ?" "Cung, con lại trèo cây, phá tổ, bắt chim." "Dạ không, mấy đứa ngoài kia nó bắt, con xin về nó hót cho em vui." "Cung này, muốn làm việc phước đức thì phải để tâm trí vào những việc nhỏ. Con ơi, chim cũng biết buồn, biết vui, cũng có bầy, có bạn, có tổ ấm trên cành. Khi tung cánh trên trời, lúc lại nhảy nhót trên cành cây. Nay con nỡ nào giam hãm cánh chim? Nếu ngày sau con bị giam hãm thế kia, con lại nghĩ sao?" "Thưa mẹ, con biết con sai rồi. Con sẽ thả nó về với bầu trời tự do."
Cung, con của mẹ giỏi lắm. Con của mẹ biết nghe lời, hãy đến đây với mẹ. Chủ Thanh, nào ngờ đây là bài học cuối cùng của mẹ dạy bác. Đại tướng hồi hộp, rồi sao nữa bác? Bác nắm chặt tay đại tướng kể tiếp. Rồi con đeo lại đến, mẹ bác quằn quại chịu đựng. Bác vội vàng: mẹ, mẹ lại đeo rồi, để con xách thuốc cho mẹ uống. Mẹ không sao đâu. Gần Tết rồi mẹ cha vẫn chưa về. Vậy là năm nay nhà mình không có Tết. Mẹ ơi, mẹ uống thuốc đi cho đỡ đeo. Đưa em con bồng ru cho nó ngủ. À ơi, ngủ đi em, để anh còn đi học. À ơi, ngủ đi em, để anh còn đi học. Cung ơi, đưa em cho mẹ rồi đi học. Nhưng mẹ, mẹ con mệt. Con cứ đưa em cho mẹ, con đi học đi, mẹ không sao mà. Thưa mẹ, con đi học. Ừ, con đi học đi. Dạ. Đến đây, giọng bác như nghẹn lại. Không ngờ, đó là lần từ biệt mẹ bác lần cuối. Chủ Thanh này, buổi học hôm đó, lòng cồn cào không yên. Vừa tan học, bác chạy một mạch về nhà, gọi mẹ từ ngoài sân. Nghe em xin cấp thiết, linh cảm chuyện chẳng lành. Mẹ, mẹ, ai cứu mẹ tôi, ai cứu mẹ tôi. Công ơi, mẹ cháu đi rồi. Mẹ, mẹ, ai cứu mẹ tôi, ai cứu mẹ tôi. Đến đây, bác lấy khăn ra lau nước mắt và nghẹn ngào kể tiếp. Ngày đó, mẹ bác mất, nên hết Tết đến mà chỉ có hai anh em đơn độc. Nhờ bà con hàng xóm đưa mẹ bác đến nơi an nghỉ cuối cùng. Cả Tết năm đó, nhà bác đau thương tột cùng. Chiều 30 Tết, nhà người ta chuẩn bị rước ông bà, tổ tiên về ăn Tết. Còn nhà bác với bàn thờ miệng khói hương nghi ngút, hai anh em đầu chiếc khăn tang. Em xin thì cứ khóc vì đói, vì là ngày Tết mà mình thì đang đại tang, nên bác cự không dám bồng em đi xin sữa. Một lúc sau, em xin hết khóc, nhưng em không cử động. Bác bồng em hô to cầu cứu bà con hàng xóm. Bà con chạy tới thì em xin đã đi rồi. Bác đau đớn tột cùng ôm em gào khóc thảm thiết. Xin ơi, sao em bỏ anh? Sao em không chờ cha về hả em? Trời ơi, em tôi còn nhỏ quá. Lúc này, đại tướng cũng không giấu nổi xúc động. Bác ơi, tuổi thơ bác quá đơn thương. Nếu bác không kể ra, làm sao chúng cháu biết được? Bác quay lại vỗ vai đại tướng. Trong cảnh nước mắt nhà tan, ai chẳng có thời đau thương đến vậy. Chủ Thanh nè, sau lần thứ hai trở lại Huế, cha bác đã làm phó bạn. Ngày chia tay cha để ra nước ngoài, cha bác đã nói rằng: con hãy tự tìm cho mình một hướng đi, một con đường để cứu lấy dân tộc, cứu lấy đất nước, để cha coi như đã hết. Cha cụ bác đã không làm được điều mà ông Hằng mong ước. Ngày ông cụ mất, bác đang bôn ba trong đất khách quê người để tìm đường cứu nước. Nặng nợ nước non là vậy, mà đến giờ bác vẫn chưa hoàn thành được ý nguyện. Bác mong đất nước sớm thống nhất để bác vào thêm đồng bào miền Nam. Bác thêm mộ cha, thắp hương mộ mẹ và mộ em sinh để tạ lỗi. Bác quay sang đại tướng: các chú còn trẻ, bác tin các chú lắm. Các chú phải phấn đấu nhiều hơn cho đất nước. Đại tướng nghiêm nghị thưa: bác hãy tin chúng cháu. Tấm gương cách mạng của bác đã thúc giục chúng cháu vươn tới hoàn thành sứ mệnh thống nhất nước nhà. Bác lại cười nhẹ nắm tay đại tướng: chủ Thanh nè, sao hôm nay bác nói nhiều chuyện riêng tư trong chuyến thăm Quảng Bình này đến vậy? Hay là bác già thật rồi chủ Thanh? Người ta nói người già thường hay sống bằng hồi ức. Đại tướng nhanh nhẹn đáp: dạ thưa bác, đó là hồi ức cách mạng, hồi ức màu đỏ đấy bác ạ.